Vì việc gì mà tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện? Vì việc gì mà tu hành 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ? Vì việc gì mà tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Vì việc gì mà tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân? Vì việc gì mà tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông? Vì việc gì mà tu hành 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Vì việc gì mà tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Vì việc gì mà tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Vì việc gì mà tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát? Vì việc gì mà tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Vì việc gì mà nghiêm tịnh cõi Phật? Vì việc gì mà thành thục hữu tình? Phật dạy, này thiện hiện, nếu các hữu tình đối với tất cả pháp có thể tự biết rõ, đều như huyễn hóa hoàn toàn chẳng phải thật có, thì Đại Bồ Tát chẳng nên trải qua vô số kiếp vì các hữu tình hành đạo Bồ Tát. Vì các hữu tình đối với tất cả pháp chẳng có thể tự biết, đều như huyễn hóa hoàn toàn chẳng phải thật có. Cho nên Đại Bồ Tát trải qua vô số kiếp vì các hữu tình hành đạo Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng biết như thật, đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, thì chẳng nên trải qua vô số kiếp vì các hữu tình tu hạnh Bồ Tát, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Vì Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp rõ biết như thật, đều như huyễn hóa, hoàn toàn chẳng phải thật có, nên trải qua vô số kiếp vì các hữu tình tu hạnh Bồ Tát, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như sự biến hóa, như ảo thành, thì hữu tình được biến hóa trụ tại chỗ nào? Để các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cứu vớt khiến giải thoát. Phật dạy, này thiện hiện, hữu tình được biến hóa trụ tại danh tướng hư vọng phân biệt. Các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ chỗ danh tướng hư vọng phân biệt ấy cứu vớt khiến giải thoát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, cái gì gọi là danh, cái gì gọi là tướng? Phật dạy, này thiện hiện, danh đều là khách, đều là giả lập, đều thuộc về đặt bày, gọi đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, đây là nam, đây là nữ, đây là tiểu, đây là đại, đây là địa ngục, đây là bàng sanh, đây là quỷ giới, đây là người, đây là trời,